Hello, xin chào các bạn. Mình là Huy. Có rất nhiều bạn hỏi mình rằng tại sao em chơi game lắc và giật quá? FPS thấp mặc dù máy tính không hẳn là yếu, thì có cách nào để cải thiện và tăng FPS lên giúp chơi mượt hơn không anh? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để giảm giật lắc và tăng FPS đáng kể khi chơi game Valorant. Let's go! Chúng ta đến với cách thứ nhất. Đó là cấu hình phần mềm NVDA. Ra màn hình desktop và nhấn chuột phải, sau đó click và chọn NVDA Control Panel. Nhìn vào phía bên tay trái, các bạn click vào Manage 3D Setting. Sau khi chọn, các bạn kéo chuột xuống phía dưới sẽ thấy phần Power Mode, sau đó chọn Maximum Performance. Để giải thích tại sao mình lại chọn option thế này thì nói đơn giản để mọi người hiểu. Power của kẹp màn hình hiện tại chưa được sử dụng một cách tối ưu và mình phải chuyển nó thành maximum để tận dụng tối đa sức mạnh của kẹp màn hình. Và cuối cùng, bạn click vào apply để lưu cấu hình và thế là xong, bạn đã mở khóa sức mạnh cho chiếc kẹp màn hình của mình. Trước khi đến cách số 2, thì nếu các bạn thấy video này hữu ích, vui lòng cho mình một like và subscribe. Cảm ơn các bạn. Tới bước số 2, cấu hình game Valorant. Theo mình đây là cách cực kỳ quan trọng để tăng FPS và giảm giật lag khi chơi game cho các bạn. Các bạn click vào Setting và tìm mục Video. Sau khi tìm đã vào Video thì các bạn nhấn vào mục Graphic Quality. Mục Graphic Quality này, để dễ hiểu thì đây sẽ là nơi quyết định chất lượng đồ họa chơi game của bạn có đẹp hay là không, mượt hay là giật. Nếu bạn cảm thấy máy mình chơi game FPS thấp thì hãy làm theo video và chọn tất cả thành low nhé. Sau khi đã hoàn thành, các bạn nhấn Close Setting và tận hưởng trò chơi của mình thôi nào. Các bạn thấy trên màn hình đó là khi mình để setting 2 và tất cả đều cao nhất. Và mức FPS hiện tại của chúng ta đang nằm từ 200 mấy. Nó chỉ loanh quanh khoảng 200. Đây là sau khi mình đã chỉnh tất cả xuống low và tất cả về thấp nhất. Và các bạn sẽ thấy mức FPS sẽ nằm trên 300 và nó đã tăng được 100 FPS. Và đó là hai cách mình thường áp dụng để giảm giật lag và tăng độ mượt khi chơi game. Hy vọng các bạn đang gặp vấn đề về giật lag khi xem video này có thể giúp các bạn chơi game mượt hòa hơn và FPS tăng cao hơn. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích và giúp các bạn thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Đón chờ các video hướng dẫn hữu ích tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye!